Học tiếng Anh qua phim. Friends. And the other Dutch people, they come from somewhere near the Netherlands, right? Nice try. See, the Netherlands is this make-believe place where Peter Pan and Tinkerbell come from. Oh my. Enough with geography for the insane. Geography for the insane. Môn học địa lý dành riêng cho người điên. What? Có thực sự có một môn học như vậy sao? Hãy xem thử bản dịch của AI Explain nha. Mình sẽ bôi đen cả câu văn bằng cách nhấn phím Alt với máy tính Windows hoặc phím Option cho hệ điều hành Mac. Click từng từ trong câu văn, sau đó chọn AI Explain. Ở đây, AI đã giải nghĩa câu văn này chi tiết bằng tiếng Anh, một câu ví dụ và cả bản dịch tiếng Việt nữa. Geography for the insane có nghĩa là Basic or Simplified Geography, địa lý cơ bản hoặc đơn giản nhất mà ngay cả người điên cũng có thể nhớ được. Từ điển eJoyAI chính là công cụ đắc lực nếu bạn đang xem phim hay học kiến thức trên mọi nền tảng video website. Hãy cài đặt ứng dụng từ điển eJoyAI trên Chrome để dễ dàng dịch những câu văn dài và khó hiểu chỉ với một cú click.